Thì rồi, cô cháu xin lời cảm nhận luôn. Rồi. Bàn ghế nhà xưởng đồ gỗ Tùng Tám, mình thấy bàn ghế rất là ưng. Cảm ơn xưởng đồ gỗ Tùng Tám. Dạ vâng, cháu cảm ơn thay mặt xưởng, cảm ơn cô. Vâng. Không có trước của tên là gì cháu lại quên mất. Tên cô tên là Hà, chú tên là Khánh. Cô Hà Khánh. Vâng. Rồi. Hiện tại cơ sở đồ gỗ Tùng Tám đang có mặt tại gia đình nhà cô chú Hà Khánh ở tại khu 8 xã khu 5 xã Hiền Lương. Khu 5 mới giờ cháu. Vâng, khu 5 xã Hiền Lương. Và vừa bàn giao cho gia đình nhà cô chú là một bộ bàn ghế 6 món bằng chất liệu gỗ có đỏ, bộ bàn ghế Louis Hoàng Giang. Đây, cái chúng tôi vừa bàn giao đây. Và cái không gian là phòng khách của nhà mình đây. Thì tôi có quay lại cái video clip làm mà kỷ niệm với gia đình. Đây là hình ảnh chiếc vang dài của bộ sản phẩm. Chiếc vang dài kích thước là 2m rưỡi. Cái đường nét là được chạm là hoa lá tây ở bên trước. Hôm nay là một buổi chiều. Buổi chiều ngày 12. Ngày dương là trong nước. Vâng, ngày 24 tháng 1 năm 2021 là ngày dương lịch. À, cũng như ngày âm lịch thì là cũng là ngày giáp Tết rồi. Vâng. Thì đây là cô chủ nhà này. Và cháu xin cô ý kiến nhà nhé. Chào vâng. Hôm trước là cô chú là xuống ký mộc của sản phẩm rồi. Hôm nay cháu bàn giao gia đình thì rồi, cô cháu xin lời cảm nhận luôn. Bàn ghế nhà xưởng đồ gỗ Tùng Tám, mình thấy bàn ghế rất là ưng. Cảm ơn xưởng đồ gỗ Tùng Tám. Dạ vâng, cháu cảm ơn thay mặt xưởng, cảm ơn cô. Quý vị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với bên xưởng nhé. Cơ sở là có địa chỉ tại Phan Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 510 806. Có website là đồ gỗ tùng8.com. Xin cảm ơn mọi người.